Năm 1946, người ta nhìn thấy hình ảnh đầu tiên về không gian, không được rõ nét nhưng vẫn là đầu tiên. Tuy nhiên, các bản đồ vệ tinh đầu tiên mãi đến gần đây mới xuất hiện. Bây giờ thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có định vị GPS. Nhưng có một người đã tạo ra tấm bản đồ giống như vệ tinh đầu tiên vào năm 1502 đấy. Lúc đó còn chưa có nhiếp ảnh cơ. Leo lên được độ cao như vậy để vẽ bản đồ cũng là bất khả thi. Nhưng thiên tài này đã làm được điều đó chỉ bằng cách đi bộ qua những con phố của một thị trấn nhỏ ở Ý. Và bạn biết người đó là Leonardo DiCaprio, ý tôi là Da Vinci. Hãy xem ông ấy đã làm như thế nào nhé. Một người nổi tiếng ở Ý tên là Cesare Borgia đã mời Leonardo đến thành phố nhỏ Imola. Ông ấy muốn nghiên cứu kỹ cấu trúc của thành phố và nhờ Leonardo vẽ cho ông một bản đồ chi tiết. Lúc đó, các bản đồ được vẽ khá vụng về. Không ai biết cách thể hiện khoảng cách thực dưới một tỷ lệ thu nhỏ cả. Nhưng mọi người lại dành rất nhiều thời gian để trang trí bản đồ với hình rồng, hoa hồng, lâu đài, dãy núi, hoa lá và những thứ khác. Những bản đồ đó giống tranh treo tường cho đẹp hơn. Nhưng Cesare Borgia muốn tấm bản đồ thiết thực nhất. Leonardo đã vẽ ra bản đồ Ethnographic và nó đã trở thành một cuộc cách mạng trong thế giới lập bản đồ. Nếu nhìn những hình ảnh vệ tinh của thành phố Imola và bản đồ do Leonardo vẽ, hầu như bạn sẽ không thấy sự khác biệt. Nhà phát minh đã đưa vào chính xác tất cả các con hẻm, khúc cua của đường phố, con đường và quy mô của các tòa nhà. Ông đã làm tất cả những việc đó bằng tay, sử dụng bút chì, thước kẻ, compa và một số thứ ông phát minh ra. Ông đi bộ trên những con đường với dụng cụ đo lường và la bàn từ tính. Thiết bị đầu tiên ông sử dụng là để tính quãng đường đi được. Tất cả các xe ô tô đều có thiết bị này để có thể xem mình đã đi được bao nhiêu km. Leonardo đi qua các con phố với một bánh xe lớn, có thể xoay và đo khoảng cách bằng dây cáp. Với sự trợ giúp của la bàn từ tính, ông đã xác định được phương hướng. Ông cũng tạo ra thiết bị Bussola, có thể đo các góc bên trong một vòng tròn. Ông biết mỗi con phố uốn cong với góc bao nhiêu độ và các giao lộ có chu vi bao nhiêu. Ông cũng nắm rõ khoảng cách giữa những ngôi nhà và những đại lộ. Ông đã đi bộ qua các con đường trong nhiều tuần với tất cả những dụng cụ nói trên. Sau đó, ông trở về nhà và sử dụng tất cả những dữ liệu có được để vẽ bản đồ với tỷ lệ chính xác. Leonardo cũng sử dụng phát minh của nhà chủ nghĩa nhân văn Florentine Leon Alberti trong tác phẩm của ông. Ông đã tạo ra phương pháp lập bản đồ, trong đó toàn bộ thành phố được đặt bên trong vòng tròn có hệ tọa độ cực. Quảng trường trung tâm thành phố là nơi 8 đường thẳng hay những đường chính của la bàn gặp nhau. Leonardo bắt đầu vẽ các khối nhà khắp thành phố sau khi chia nó thành 8 phần. Độ chính xác trong tính toán của ông rất đáng kinh ngạc. Ông không bỏ sót ngay cả các tòa nhà nhỏ. Ngày nay, bạn vẫn có thể tìm đường với bản đồ này và dạo quanh thành phố sau hơn 500 năm. So sánh địa điểm này trong Google Maps và trong tranh của Leonardo xem. À, không chuỗi thức ăn nhanh hay tòa nhà cao tầng nào được xây dựng trong 500 năm qua đâu. Mọi người đều biết, Leonardo da Vinci đã vẽ hình ảnh chi tiết của một chiếc máy bay trông giống chiếc diều lượn và máy bay cánh chim hiện đại, nhưng đó chỉ là một trong vài thiết bị bay của ông. Vào những năm 1480, Leonardo đã vẽ chiếc đình ốc bay. Ông đã nghĩ ra một hệ thống mà tất cả máy bay trực thăng hiện đại đang sử dụng. Ông vẽ một chiếc đình ốc có vải dày, cánh quạt của tàu đẩy nước theo nguyên lý tương tự. Rồi Leonardo nghĩ liệu nó có thể đẩy không khí không? Và ông đã vẽ bức máy bay cánh chim nổi tiếng nhất của mình sau khi nghiên cứu về các loài chim. Ông thậm chí còn viết cuốn sách Codex on the Flight of Birds. Trong đó, ông mô tả chi tiết các nguyên tắc vật lý khi bay của loài vật này. Sau đó, dựa trên những dữ liệu ấy, ông bắt đầu vẽ thiết bị tương tự như đôi cánh. Sau đôi cánh, Leonardo còn đi xa hơn nữa. Ông nghĩ làm sao mọi người có thể hạ cánh từ một độ cao lớn. Suy nghĩ này đã giúp ông tạo ra những bức vẽ về chiếc dù lượn. Phát minh này có lẽ đã được làm ra từ vải lanh và cọc gỗ. Toàn bộ cấu trúc có hình dạng trông giống như một kim tự tháp. Người điều khiển phải ở chính giữa, phía dưới cùng rồi từ từ bay về phía mặt đất. Tháng 6 năm 2000, một vận động viên nhảy dù người Anh quyết định chế tạo một chiếc dù dựa theo bản vẽ của Leonardo. Anh đã tạo ra một bản sao bay ở độ cao khoảng 3.000 mét trong khi khí cầu rồi nhảy xuống dựa trên phát minh của Leonardo. Anh đã hạ cánh xuống đất một cách suôn sẻ trong 5 phút. Nhưng đến phút cuối, anh mở một chiếc dù dự phòng để đề phòng rồi tiếp đất. Một hôm, Leonardo vẽ mô hình một chiếc nỏ độc đáo. Nó là một mô hình khổng lồ, có kích thước bằng máy bay chở khách. Bề ngoài, nó không khác chiếc nỏ bình thường ở điểm gì, ngoại trừ kích thước của nó.
Da Vinci muốn tạo ra một phiên bản nâng cấp của máy phóng. Chiếc nỏ được mong đợi sẽ phóng ra những tảng đá khổng lồ có sức mạnh hủy diệt, nhưng không ai có thể biến kế hoạch này thành hiện thực. Nhiều quyển phác thảo của Leonardo da Vinci, chúng ta có thể gọi ông là Leo được không, đã bị mất, nhưng sau đó đã được tìm thấy vào những năm 1950. Trong số những bức vẽ này, người ta đã tìm thấy một bản vẽ chi tiết về một thiết bị phức tạp. Sau khi xem xét kỹ, các chuyên gia nhận ra nó là bản vẽ của một chiếc máy tính bỏ túi hiện đại. Nó trông khá bình thường với chúng ta ngày nay, nhưng Da Vinci đã phát minh ra nó từ năm 1502. Bạn có biết cầu tự đỡ là gì không? Cây cầu này bạn có thể mang theo bên mình và lắp đặt mà không cần thêm bất cứ máy móc gì. Điểm tiện lợi là ở chỗ bạn không phải đào đất và tốn thời gian cho việc xây móng cầu. Bây giờ, phát minh này nghe có vẻ đơn giản, nhưng vào thế kỷ thứ 15 thì nó rất tuyệt đấy. Leo đã nghĩ ra cây cầu này để giúp những người đi bộ đường dài băng qua sông hồ dễ dàng hơn. Hầu như không có ốc vít hay móc cài kim loại nào trên cây cầu, chỉ có các bộ phận bằng gỗ. Leo đã tạo ra một công trình chịu áp lực như nhau lên hai bên cây cầu cùng một lúc. Ông đã làm được việc đó với sự giúp đỡ của các khối đầu dầm, và nó đã hoạt động. Ngày nay, người ta vẫn áp dụng công nghệ này. Các phát minh của Leonardo được tạo ra với mục đích thực tiễn và thường là theo đơn đặt hàng, nhưng đôi khi ông tự làm cho bản thân mình. Năm 1495, ông đã vẽ một bản vẽ chi tiết về một robot mặc áo giáp của hiệp sĩ. Theo tính toán, hiệp sĩ có thể ngồi, cử động đầu và vung kiếm. Leo đã lấy cảm hứng từ giải phẫu cơ thể con người. Ông đã nghiên cứu cấu trúc của xương, cơ, khớp và quyết định làm một việc tương tự. Da Vinci đã phát triển một hệ thống bánh răng và ròng rọc phức tạp có thể mô phỏng chuyển động của con người. Nhưng điều đáng chú ý nhất là một chuyên gia về người máy học đã tạo ra một robot dựa trên bản vẽ của Leo vào năm 2002. Da Vinci đã phát minh ra nhiều thứ hiện đại cách đây 500 năm. Một trong số đó là xe đẩy tự hành hoặc đơn giản là ô tô. Ông đã tạo ra nó để sử dụng trong các tác phẩm sân khấu. Nhờ có lò xo trục vít, xe có thể tự lái mà không cần đẩy. Hệ thống phanh và lái cho phép tài xế điều khiển máy, tất nhiên không có động cơ. Nhưng vào thời điểm đó, nó đã quá tuyệt vời rồi. Leo đã tạo ra các phát minh dùng ở trên không, dưới đất và cả dưới nước, tất nhiên rồi. Ông đã nghiên cứu các đặc tính của chất lỏng và cấu trúc của các dòng chảy dưới nước, sau đó thiết kế bộ đồ lặn đầu tiên. Nó trông khá kỳ lạ. Đó là một bộ áo liền quần bằng da, có khẩu trang, kính và một chiếc ống dài gắn vào mũi với các vòng thép bên trong. Ông đã nghĩ ra một số phiên bản. Một trong số đó kết nối các ống với bình khí nổi trên bề mặt. Leo nghĩ mọi người sẽ sử dụng bộ quần áo này để bí mật tấn công những con tàu xâm lược. Tác phẩm Vitruvian Man của Leonardo da Vinci cho thấy mức độ hoàn hảo của cơ thể người. Ông đã viết nhiều ghi chú bằng kiểu gương soi trên tờ giấy có hình vẽ này. Nghệ sĩ đã mô tả tỷ lệ của cơ thể con người. Ông viết rằng chiều dài từ đỉnh cằm đến phần trên của hộp sọ bằng 1/10 chiều dài của toàn bộ cơ thể. Nhưng nói chung, Vitruvian Man của Leonardo đã cho thấy giải phẫu người lý tưởng. Người này được đặt bên trong một hình tròn và một hình vuông. Leo muốn chứng tỏ rằng con người cũng có thể hoàn hảo như những khối hình học. Nhưng các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tranh cãi về bản vẽ này. Này mọi người, hãy để cho nó nghỉ ngơi. Leo đã rời khỏi tòa nhà rồi.